Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phê Thể Thao để theo dõi những tin tức, phân tích và bình luận mới nhất, nóng hổi nhất của bóng đá Việt Nam. Và trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung của tin tức ngày hôm nay, hãy nhớ bấm đăng ký và nhận chuông thông báo của chương trình. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những tin tức của ngày hôm nay. Cả V-League dậy sóng vì đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo được ưu tiên quá mức. Không phủ nhận đội tuyển Việt Nam xứng đáng được ưu tiên, nhưng các câu lạc bộ đều đang lên tiếng phản đối vì V-League 2021 có thể bị hoãn tới tháng 2 năm 2022, trong khi quỹ thời gian còn rất nhiều. Thông tin V-League 2021 có thể bị hoãn tới tháng 2 năm 2022 khiến cho hầu hết lãnh đạo các đội bóng phản đối kịch liệt. Là một trong những đội bóng đóng góp nhiều nhất cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng không đồng tình với việc giải vô địch quốc gia bị hoãn quá lâu. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Tôi và các câu lạc bộ chắc chắn đều ủng hộ quan điểm nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. Dù vậy, VPF và VFF cần phải tìm cách cân bằng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đội tuyển và câu lạc bộ, bởi lẽ câu lạc bộ chính là nền tảng của đội tuyển quốc gia. Nếu nền tảng không được duy trì tốt thì đội tuyển quốc gia cũng không thể tốt được. Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ phải sống bằng nghề bóng đá, nếu không thì đó sẽ là nền bóng đá nghiệp dư. Nếu giải dừng lại tới 6 tháng thì các cầu thủ phải trở về địa phương, khi đó câu lạc bộ buộc phải giảm, cắt lương và không thể sống được. Thông thường, hợp đồng giữa câu lạc bộ với các cầu thủ thường kết thúc sau khi mùa giải kết thúc vào tháng 10. Với Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi dự trù kinh phí đến hết tháng 12 năm 2021, nhưng nếu giải bị lùi sang tháng 2 năm 2022, kinh phí của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng. Kế hoạch rời V-League 2021 chưa chính thức được thông qua, quyết định này sẽ có hiệu lực nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông qua trong cuộc họp vào tuần tới. Thông tin này được Chủ tịch VFF ông Trần Anh Tú xác nhận. Dựa trên diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Tổng Giám đốc trình lên Hội đồng Quản trị VPF phương án rời V-League sang tháng 2 năm 2022. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ trình lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam việc rời giải hay không thuộc thẩm quyền của VFF. Quan điểm chung của đa số các câu lạc bộ là việc V-League bị hoãn quá lâu sẽ ảnh hưởng đến kinh phí duy trì đội bóng. Trung bình mỗi tháng, mỗi câu lạc bộ phải bỏ ra từ 2 đến 3 tỷ đồng tiền lương, tiền lót tay cho các cầu thủ, nhất là với những cầu thủ ngoại có thu nhập cao, hợp đồng thường ký theo năm. Việc kéo dài V-League từ năm 2021 sang năm 2022 sẽ khiến cho vấn đề này càng trở nên nan giải. Đội tuyển Việt Nam có thể được ưu tiên, nhưng V-League cũng cần phải diễn ra, bởi ngoài các tuyển thủ quốc gia, còn hàng trăm cầu thủ khác cần được thi đấu, cần được ra sân ở câu lạc bộ, bởi đó là cái nghề của họ. Không được thi đấu đồng nghĩa với việc họ không có các khoản tiền thưởng, vốn đã chiếm phần lớn trong thu nhập của họ. Tuyển Việt Nam cần chuẩn bị gì cho vòng loại cuối World Cup 2022? Để không trở thành kẻ lót đường tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Dù không đặt nặng chỉ tiêu, nhưng tuyển Việt Nam chắc chắn vẫn sẽ tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cùng với tinh thần nghiêm túc. Nhưng để không trở thành kẻ lót đường, huấn luyện viên Park Hang-seo và học trò cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Cả 5 đối thủ tại bảng B gồm Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman đều được đánh giá cao hơn Việt Nam. 3 trong số này là khách quen của các kỳ World Cup. Bởi lẽ đó, mỗi trận đấu đều cực khó khăn với Quang Hải cùng đồng đội. Lần đầu tham dự vòng loại cuối của một kỳ World Cup sẽ là không thực tế nếu bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu có vé tới Qatar. Nhưng trước cơ hội được cọ sát, học hỏi các nền bóng đá hàng đầu châu lục, những chiến binh sao vàng chắc chắn sẽ vào cuộc cùng với tinh thần nghiêm túc. Muốn vậy, thầy trò ông Park cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Ai cũng thấy, ở 3 lượt đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6, Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Về mặt lối chơi, đoàn quân áo đỏ không còn duy trì được sự sắc bén trong những đợt lên bóng. Điều này xuất phát từ việc sơ đồ 3-4-3 dường như đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ. Từ đây đòi hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo cần cải tiến, áp dụng thêm cách vận hành cho đội bóng dưới quyền. Trong khi đó, ngoại trừ trận thắng Indonesia, Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi giáp mặt với Malaysia và đặc biệt là trận thua UAE. Các học trò của thầy Park bị áp đảo ở khu trung tuyến, dẫn tới cả phòng ngự lẫn tấn công đều bị lúng túng. Nếu gặp đối thủ khó chịu áp sát, cầu thủ trình độ tốt, Việt Nam cực kỳ khó đá. Việc thiếu hùng dũng ở tuyến giữa rõ ràng mang tới nhiều hệ lụy hơn chúng ta tưởng. Ít nhất cho tới đầu năm 2022, khi hùng dũng chưa thể trở lại, huấn luyện viên Park Hang-seo cần nâng cấp hàng tiền vệ bằng một cầu thủ có khả năng đánh chặn, thu hồi bóng tốt. Vị trí của Văn Hậu và Trọng Hoàng ở hai cánh cũng cần có sự tính toán. Bộ đôi này không có phong độ cao tại vòng loại thứ 2 mới diễn ra, cộng thêm việc Văn Hậu đang chấn thương, tuyển Việt Nam nên chăng cần những làn gió mới.
Một việc nữa nên cân nhắc, có hay không trao cơ hội rèn giũa cho các cầu thủ trẻ từ năm 2000 đổ về sau. Đây là lớp kế cận của bóng đá Việt Nam, những người sẽ là nòng cốt cho mục tiêu World Cup 2026. Lâu nay, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn làm tốt công tác xen cấy nhân sự, hy vọng thói quen này tiếp tục được ông duy trì. Trao đổi với báo chí, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng đội tuyển Việt Nam tự tin hướng tới vòng loại thứ 3 World Cup 22 nhưng cũng cần phải thực tế, rất khó để thầy trò ông Park tạo ra bất ngờ lớn. Muốn hoàn thành mục tiêu, theo bình luận viên Ngô Quang Tùng thì đội tuyển Việt Nam có 3 vấn đề cần phải giải quyết. Thứ nhất đó là thể lực. Thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu lục, mức độ tiêu hao thể lực sẽ lớn hơn nên đòi hỏi cầu thủ cần phải tích lũy nền tảng thể lực tốt nhất. Không có thể lực, mọi tính toán chiến thuật khó phát huy hiệu quả. Thứ hai, đội bóng áo đỏ phải xây dựng được lối chơi nhịp nhàng, gắn kết, không bị rối trước khả năng kỹ thuật, chiến thuật vượt trội từ các đối thủ. Làm được như vậy, tuyển Việt Nam sẽ không rơi vào tình trạng vỡ trận và thua với lượng bàn thua lớn. Thứ ba, theo bình luận viên Quang Tùng, tuyển Việt Nam rõ ràng ở cửa dưới và lối chơi chủ đạo hẳn phải là phòng ngự phản công. Tuy nhiên, phòng ngự ở đây không phải là phòng ngự tiêu cực mà phải chủ động trong cả tranh chấp, gây áp lực lẫn trong các tình huống phản công. Chưa đầy 2 tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dự kiến trong tháng 9, 10, 11 năm 2021, đoàn quân áo đỏ sẽ đá 6 trận, trong đó trận mở màn diễn ra vào ngày 2 tháng 9 là chuyến làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn nếu AFF Cup 2020 đã tập trung. Việc AFF Cup 2020 dự kiến tổ chức theo hình thức tập trung mang đến lợi thế không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá AFF đã gửi đề xuất đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các liên đoàn bóng đá thành viên trong khu vực về việc tổ chức AFF Cup 2020 theo hình thức tập trung thay vì sân nhà sân khách như thông lệ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, đề xuất này được xem là khá hợp lý. Nếu đề xuất trên được thông qua, AFF Cup 2020 được tổ chức theo hình thức tập trung sẽ mang đến nhiều lợi thế cho thầy trò ông Park. Thứ nhất, các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park thường đạt thành tích rất tốt khi thi đấu với thể thức tập trung. Nhìn lại quá khứ, đội U23 và đội tuyển Việt Nam luôn chơi rất hay và đạt hiệu quả cao khi tham dự các giải đấu được tiến hành tập trung tại một quốc gia cụ thể. Điển hình như đội U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á năm 2018 ở Trung Quốc. Đội Olympic Việt Nam đứng top 4 ASEAN tại Indonesia năm 2018. Đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup năm 2019 tại UAE hay giành ngôi Á quân của Kings Cup ở Thái Lan. Rồi tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, đội tuyển U22+2 Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng. Đây là chưa kể tại 3 lượt cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng được tổ chức tập trung ở UAE. Đội tuyển Việt Nam cũng thành công với mục tiêu đi tiếp khi thắng cả Malaysia, Indonesia và chỉ thua sát nút 2-3 trước đội chủ nhà UAE. Mục tiêu của ông Park là đội tuyển phải bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup 2020. Nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đi đến trận chung kết AFF Cup 2020 diễn ra dự kiến từ ngày 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ phải di chuyển đến sân khách 4 lần, 2 trận vòng bảng, 1 trận bán kết và 1 trận chung kết. Vì thế, nếu AFF Cup 2020 chuyển sang hình thức tập trung, đội tuyển Việt Nam sẽ tiết kiệm được sức lực khi các cầu thủ của chúng ta vẫn còn một mặt trận cực kỳ khó khăn khác, đó là vòng loại thứ 3 World Cup 2022.